Điều gì xảy ra khi chiến binh dùng steroid? Steroid giúp tăng cường cơ bắp, tình dục và một vài chức năng sinh lý khác. Sử dụng steroid hiện đang bị thả nổi, thậm chí quân đội Mỹ cũng đang lạm dụng. Trang tin westhamnight.com vừa cập nhật. Theo WTC, năm 1939, nhà khoa học người Đức Ados Barili đã gửi trao giải Nobel hóa học cho công trình nghiên cứu steroid giới tính, ghi nhận cách thức hormone truyền tín hiệu giữa các tế bào và cơ quan có thể điều chỉnh các chức năng cơ thể. Phát hiện mang tính chất cách mạng, mở đường cho nhiều nhu cầu y tế hiện đại, kể cả kiểm soát sinh sản. Steroid là các chất béo hữu cơ hòa tan nguồn gốc tự nhiên và tổng hợp, rất đa dạng và phong phú, bao gồm cả một số loại vitamin D, phytosteroid và các axit mật. Trong lĩnh vực sinh học và y học, steroid quan trọng nhất là cholesterol và một số hormone cũng như tiền chất của chúng. Hormone giới tính là một nhóm steroid hormone được sản xuất bởi vỏ tượng thân. Quân đội Mỹ được coi là nơi có kỷ luật nghiêm nhưng lại là thị trường hấp dẫn đối với steroid. Thực tế, nhiều binh sĩ Mỹ đã lén lút dùng một số steroid đồng hóa với hy vọng nhanh đạt được mục tiêu cá nhân như tăng cường sinh lực, cơ bắp và tình dục. Việc dùng steroid không chỉ bất hợp pháp mà còn rất nguy hiểm cho cơ thể con người. Người ta đã tìm thấy lọ testosterone trong ba lô các chiến binh. Phần lớn sử dụng để tăng cường cơ bắp, nhưng họ lại không hiểu điều gì xảy ra với cơ thể sau khi dùng loại hormone này. Khi luyện tập, mức testosterone tự nhiên giảm đáng kể do cơ thể bài tiết ra các hormone khác, được gọi là glucuronide, giúp giảm viên. Tuy nhiên, hormone này lại gây tác dụng phụ làm cơ thể chuyển sang trạng thái dị hóa. Khi dị hóa, các mô cơ bị gãy. Trong trạng thái này, steroid ảnh hưởng đến sự mất cân bằng nội tiết tố theo hai cách. 1. Chúng bổ sung testosterone giúp đẩy nhanh việc sửa chữa cơ bắp. 2. Ngăn chặn các hormone phá vỡ các sợi cơ. Khi con người bị rách cơ lúc tập luyện, đó là chính loại protein cơ thể dùng để giúp các chất xơ tổn thương phục hồi, làm cho nó trở nên to hơn và khỏe hơn. Khi bổ sung testosterone, nó đi nhanh chóng vào các tế bào, kích hoạt quá trình tổng hợp protein và tăng cường quá trình tái tạo. Theo tiến sĩ, chuyên gia về hormone người Mỹ, Mahesh Ojes, đàn ông trung bình sản xuất từ 4 đến 7mg testosterone mỗi ngày. Để so sánh, một lọ testosterone có thể chứa đến 300g trên mỗi cc. Lượng testosterone được cho người sử dụng steroid tiêm vào trung bình từ 2 đến 3 lần trên tuần. Việc lạm dụng steroid có thể gặp phải tác dụng phụ khó lường như phát sinh mụn trứng cá, vú to ở nam giới, giữ nước và teo tinh hoàn. Tác dụng lâu dài có thể bao gồm việc tăng huyết áp, tăng cholesterol và phát sinh nguy cơ tổn thương gan và tim. Vậy điều gì xảy ra với cơ thể của bạn khi sử dụng steroid? Nếu đã biết về thể hình, chắc hẳn bạn từng nghe qua các cụm từ tiêm steroid. Steroid giống như đường tắt giúp bạn nhanh chóng phát triển cơ bắp, nhưng mong muốn không cần phải quan tâm quá nhiều đến việc bổ sung dinh dưỡng khắt khe và tập luyện theo quy trình nghiêm ngặt. Vậy steroid rốt cuộc là gì? Chúng ta có thể xây dựng cơ bắp như thế nào khi sử dụng steroid? Nó có tác dụng ra sao để cơ thể chúng ta sử dụng mỗi ngày? Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu về steroid. Steroid là một loại hormone tổng hợp được sử dụng ngành y khoa. Hiện nay, steroid phân chia gồm hai loại, bao gồm steroid đồng hóa. Trên thực tế, thứ người ta sử dụng thường ngày là một vũ khí gia tăng sức mạnh, khối lượng cơ bắp vượt trội, đó chính là anabolic steroid. Việc sử dụng steroid đồng hóa vẫn luôn là chủ đề gây nhiều tranh cãi. Steroid đồng hóa là một loại thuốc sử dụng chất kích thích tăng cường testosterone ở nam giới, tăng kích thước cơ bắp vượt trội, ảnh hưởng rất nhiều đến các quá trình hóa học xảy ra bên trong cơ thể, góp phần kích thích tăng trưởng, tình dục, mọc râu, lông, tóc, kích thích các chức năng sinh lý của cơ thể, đồng thời ngăn ngừa chất béo tích tụ, phát triển năng lượng và cảm xúc. Vậy steroid ảnh hưởng tới cơ thể chúng ta như thế nào? Khi chúng ta nâng mức tạ nặng hơn so với mức thông thường, điều đó có nghĩa là việc chúng ta đang góp phần làm tổn thương các sợi cơ. Theo cơ chế hoạt động, cơ thể sẽ tự động sửa các chất tổn thương này, đồng thời bù đắp bằng các nhiều tế bào lớn hơn để xây dựng cơ bắp khỏe hơn. Đó là một chu kỳ hỏng hóc và sửa chữa liên tục nhằm tăng kích thước cơ bắp. Xích steroid kích thích tăng trưởng cơ bắp. Testosterone tự nhiên là nhiên liệu chính của cơ thể phục hồi cho tiến trình này. Bằng cách sử dụng steroid, chúng ta đã tăng mức testosterone cho cơ thể, tạo ra môi trường hiệu quả hơn để kích thích tăng trưởng cơ bắp. Khi sử dụng, steroid đi theo mèo đến các mô cơ, chúng nó gắn vào cụ thể và cụ thể. Một khi các cụ thể này được kích hoạt, các tế bào sẽ tăng cường sản xuất protein, thứ mà cơ thể sử dụng xây dựng để phát triển các tế bào cơ bắp. Steroid cũng hoạt động bằng cách ức chế hormone có tên là glucosteroid. Việc ức chế glucosteroid giúp đẩy nhanh quá trình phân hủy các chất phức tạp như protein, tạo thành các đơn vị nhỏ như amino acid để cung cấp cho năng lượng. Điều này đồng nghĩa việc cơ bắp của bạn sẽ tốn ít thời gian để phục hồi giữa các bài tập và có thể tập nhiều hơn thời gian nghỉ ít hơn. Khi bạn thực hiện quá trình phát triển cơ bắp nhanh hơn, thời gian phục hồi nhanh hơn, bạn sẽ thấy steroid cải thiện hiệu suất thể thao như thế nào. Điều này có nghĩa là việc sử dụng đúng chu kỳ steroid kết hợp tập luyện chế độ ăn kiêng, bạn có thể đạt được mục tiêu phát triển cơ bắp mà bạn mong muốn chỉ trong vòng 2 đến 4 tháng, mà bình thường bạn phải mất tận 1 năm mới đạt được điều đó. Nhưng đó chưa phải tất cả. Sự thật là sử dụng thường xuyên steroid cũng mang tới nhiều tác hại, điển hình có thể kể đến việc tác hại chính như xương ngừng phát triển sớm hơn, tính tình dễ nổi cáu hơn, sẽ bị đột quỵ, các bệnh tim mạch, hói đầu, da đổ nhiều mồ, nhiều mụn, tăng huyết áp, cholesterol xấu, nguy cơ nhiễm trùng da và ung thư gan cao. Tác hại ở việc lạm dụng steroid quá đà. Đối với nam giới dễ mắc phải vấn đề như có tinh hoàn, giảm tinh trùng, thậm chí có thể vô sinh, giảm ham muốn, ngực phát triển. Đối với nữ giới có thể xuất hiện triệu chứng giọng nói ôm, lông tóc phát triển, ngực teo nhỏ, âm đạo nhỏ, da nhám ráp,
Thực tế, steroid mang lại khá nhiều tác dụng và nó không quá xấu đến mức không thể sử dụng. Tuy nhiên, không nên lạm dụng quá mức và đặc biệt có thể kiểm soát các chuyên gia hướng dẫn sử dụng và hạn chế những tác dụng phụ không mong muốn. Mà thực tình ở Việt Nam, chưa chuyên gia nào đủ giỏi để có thể hướng dẫn bạn làm được điều này. Vừa rồi là những chia sẻ của mình về tác hại của steroid. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy nhấn đăng ký và nhấn chuông để tiếp tục ủng hộ mình ở những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. It's just me against the world. Round and round I'm caught up in this swirl, trying to dig and trying to burrow. Pressure turned this stone into a pearl. Lessons that I learned weren't always thorough, sugar-coated like a churl. Now I'm really out here on my own. Now my homies acting like I owe them. Done extending out my arm. Made a lot of money from my poems. Been around and now they say I'm on. I can finally say I'm up now. I'm up now. 20,000 on a bus down. A bus down. I'm on my way. I'm going up now. Up now. And I ain't never gonna touch down. Touch down. Touchdown, touchdown, yeah.